Hello các em, hôm nay chúng ta tiếp tục với cái chủ đề tích phân mặt loại 1. Ôn tập lại làm sao cho các em nắm được các cách tính về cái công thức của cái bài Ở bài toán này thì bước thứ nhất các em phải xác định được cái mặt cong. Ở đây thì cái mặt cong của chúng ta là cái mặt này. Thì phải viết theo cái dạng là Z bằng bao nhiêu hoặc X bằng bao nhiêu hoặc Y bằng bao nhiêu. Và quan trọng là nhìn các cái mặt trắng ở đây nè. Cái mặt này nó trắng bởi x và y thì cái chữ ở đây phải là chữ z bằng, thì thường là như thế. Thứ nhất các em xác định là cái mặt cong của chúng ta là z thì sẽ bằng là 1 trừ x trừ y. Mà sau khi xác định được cái mặt cong thì các em phải xác định được là các cái z phẩy theo x bằng z phẩy theo y bằng bằng trừ 1 và trừ 1. Sau đó các em phải xác định được cái hình chiếu D là hình chiếu lấy viên Z chỗ này sẽ là DXY, sẽ là hình chiếu của cái mặt cong S ở đây chiếu lên OXY. Vậy cái mặt cong ở đây thì các em phải vẽ hình ra. Mặt cong này thì cái phương trình là X bằng 2y bình và 2y bằng 2 là đường này. Rồi thế x bằng bằng 2 thì y nó sẽ bằng x bằng 1 thì y bằng 2. Vậy là cái đường này. Ngay chỗ này là số 1, ngay đây là -1. Và số này là số 2, x và y đang lấy cái diện tích đang lấy cái miền này. Y thì sẽ bằng là 2y bình thì sẽ bằng x. Và cái này là x bằng 2. Ở đây, vậy thì các em xác định là mình sẽ tính như thế nào? Y ở đây nó sẽ chạy từ trừ 1 tới 1 và x ở đây ấy, mình sẽ nhìn theo chiều đứng như thế này. Vậy ở đây thì chúng ta sẽ cái hình chiếu cái miền của chúng ta chính là cái miền là y á, thì nó sẽ chạy từ trừ 1 cho tới 1 và x ở đây nó sẽ chạy từ cái đường ở dưới đây là cái đường x bằng 2y bình và chạy tới cái đường số 2. Đây chính là cái miền D. Sau khi xác định được cái miền D thì các em tiếp tục tính cái tích phân. Tính diện tích là cái y nó sẽ bằng là tích phân kép trên cái miền S và DS ở đây thì các em phải nắm rõ ở đây là số số 1 đang tính là diện tích của cái mặt phẳng. Sau khi tính xong mình sẽ chuyển từ mặt cong qua bên mặt phẳng OXY thì tích phân trên cái miền D của XY. Mình sẽ nhân cho một lượng căn 1 cộng Z phẩy theo X bình cộng Z phẩy theo Y bình và D X DY. Sau khi định xong thì bây giờ chúng ta ráp cận vào tích phân từ tính cái này đi DXY này là bằng căn căn 3 DXD thì bằng căn 3 đem ra ngoài. Thì sau đó thì nó sẽ cận là tích phân chạy từ trừ 1 tới 1. Cái nào lấy trước? Cái y lấy trước đây. Rồi sau đó tích phân từ 2y bình cho tới 2 của cái gì? Của cái DX. Vậy thì ở đây nó sẽ bằng là căn 3 tích phân từ trừ 1 tới 1 lấy cái trên trừ dưới là 2 trừ 2y bình và dy. Tích phân 2 trừ 2x bình và số trừ 1 và 1. 8 phần 3, vậy kết quả này sẽ là 8 căn 3 trên 3. Rồi, tiếp theo các em sẽ tính tiếp cái bài số 2.
là tính diện tích của cái mặt nón này bị chắn bởi các cái bị chắn bởi cái mặt cầu này. Bước thứ nhất thì các em xác định được cái mặt cong, rồi rõ ràng nó cho chữ Z ở đây thì nó trả chữ Z rồi. Vậy xác định là cái mặt cong S ở đây là Z thì sẽ bằng là căn của X bình cộng Y bình. Thì suy ra được là Z phẩy theo X, Z phẩy theo Y, X chia căn của X bình cộng Y bình. Tiếp theo đó các em làm là hình chiếu là DXY là hình chiếu của mặt cong S ở đây lên mặt phẳng OXY. Muốn chiếu lên đây thì có phải giải cái phương trình hai cái này bằng nhau hả? Thực chất là thế cái này vô đây. Thế vô là X bình cộng Y bình cộng cho thế vô đây là X bình cộng Y bình cái nữa bằng 2. Vậy suy ra được là X bình cộng Y bình bằng 1. Vậy đây chính là cái hình chiếu của chúng ta. Đây là cái miền 1 X Y đường tròn. Vậy ở đây nó sẽ là X bình cộng Y bình nhỏ hơn bằng 1 và lớn hơn bằng 0. Sau đó y chang như cái câu trước thì tích phân này sẽ bằng tích phân kép của cái miền S ở đây và DS và ở chính giữa. Các em lấy số 1. Sau đó thì chuyển từ cái mặt cong qua bên hình chiếu là DXY nhân cho một cái lượng căn ngay đây, lượng vi phân á, 1 cộng Z phẩy theo X bình bình lên DX và DY. Sau đó thì thế cận vô thôi, thế những con số cần muốn vào. Bình trên X bình cộng Y bình. DX đi. Tích phân tiếp luôn, DX DY. Ở trên cộng X bình Y bình vậy là 2 X bình Y bình. Vậy cái này nó sẽ còn là căn của 2 căn 2. Rồi vậy thôi, xong bài. DX DY tại vì nó rút gọn X bình Y bình ở trên là hai lần nó, còn dưới rút gọn mất. Vậy thì hoặc hai này cộng lại nè, thì hai này cộng lại là bằng 1, 1 và 2. Vậy ngay đây nó sẽ bằng là căn 2 nhân tích phân DXY. DXY hoặc là D luôn cũng được. DXD. Mà cái này chính là bằng diện tích của cái miệng D. DXY á. Mà diện tích của cái miền D đây là miền hình tròn thì nó sẽ công thức là pi nhân R bình là 1 bình thì bằng là pi căn 2. Rồi, bài này thì tính nhẹ nhàng. Rồi, chúng ta tiếp tới cái bài số 3. Bài số 3 ở đây cho S là một cái phần mặt trụ nằm trong góc phần tư thứ 8 bị cắt bởi hai mặt phẳng này. Câu này thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em làm hai cách. Đây này tại vì đề nó cho là x với y có tính đối xứng cho nên làm cách nào nó cũng như cách nấy thôi. Nhưng khi mình nhìn vô cái nào nó dễ mình sẽ làm, nó sẽ tương đối nhẹ hơn. Ví dụ nhìn vô đề bài ở đây có chữ y và chữ z, ở đây có chữ z. Vậy thì ở đây mình xác định cái mặt ở đây là cái mặt x bằng đi thì mình sẽ không có đổi con số ngược lại. Còn nếu bây giờ em xác định là y là cái mặt trắng thì mình sẽ làm bị dài hơn một chút thôi. Nhưng thực chất hai cái cách này cũng đều là kết quả như nhau hết. Rồi vậy bây giờ chúng ta vào cách số 1. Rồi em vào cách 1. Vậy thì mặt cong ở đây nó có phần tư thứ nhất, vậy cho nên X dương, Y dương và Z dương.
lớn bằng không chứ. Rồi phải nắm được cái chỗ này, góc phần tư thứ nhất. Vậy thì cái bước thứ nhất xác định được là cái mặt cong. Mặt cong S ở đây nè. Thì nó là Z với X. X sẽ bằng là 1 trừ y bình và cộng trừ. Do mình lấy cái miệng vuông cho nên nó X nó lớn bằng 0. Suy ra được là X phẩy theo y và x phẩy theo z thì rõ ràng z là bằng 0 trừ y chia căn 1 trừ y bình. Tiếp theo xác định là hình chiếu D, chiếc D luôn cũng được. D là hình chiếu lên ô, chữ này chữ x sẽ là OIZ của cái mặt cong S ở đây. Muốn hiểu được nó, muốn làm được nó thì giờ cứ phát hình ra thử đi, coi mình thấy hình chiếu như thế nào. Khổ này, giải giải phương trình này ra đi, lát gì phát 3D cho các em thấy. Ở đây mình đang cho là chiếu lên đây nè, vậy vẽ hai cái phương trình này ra và sau đó tương ứng với cái phương trình này. Ở đây là cái phương trình nó đang lấy là đây là gì, ở đây góc phần tư thứ nhất đây, phát 3D dễ nhìn đi chứ giờ phát này ra thấy hơi bị khó. Đây x nè, đây y nè, đây z. Vậy góc phần tư thứ nhất, cái đây là cái mặt trụ, vậy thay vì quẹt cái vòng tròn như thế này vậy thì các em chỉ còn quẹt cái vòng nửa cái cung này thôi, bởi nó cắt bởi ba cái các cái mặt đó, nó nằm trong cái góc phần tư thứ góc phần 8 thứ nhất nằm ở đây. Rồi sau đó các cái mặt nó ứng lên và nó cắt bởi một phẳng xiên qua đây thì cái mặt cong của chúng ta là nằm như thế này. Đây nó nằm như thế này đây đó, đây là chính là cái mặt của chúng ta. Đây, đây là chính là cái diện tích cái mặt mà chúng ta đang cần tính. Và cái mặt cong này nó cắt bởi cái mặt, đây là cái mặt đó. Đó. Đây là cái phương trình mặt là y cộng z bằng 2. Z bằng 0 là cái mặt OXY rồi, đây. Z bằng 0 là mặt OXY, đây là cái mặt dưới đây. Vậy thì em nhìn em đoán em chiếu lên cái nào? Chiếu lên OIZ á thì sẽ ra được cái gì? Đừng, đây là số 1 nè, đây là số 1. Vậy thì muốn vẽ được cái này á thì đây, vẽ lại cái hình. Khi chiếu lên cái đường ở đây là số 1 này dựng đứng lên. Đường này là x bằng 1. Y bằng 1, đang vẽ y bằng 1. Rồi nó bị cắt bởi cái đường ở đây và cái phương trình mặt của chúng ta là phương trình này là phương trình này là y cộng z bằng 2, nó cắt này xuống này là 2 nè, cắt này xuống này là 2, số này số 0. Vậy khi nó chiếu lên, từ đây chiếu lên thì có phải nó ra được cái miền ở đây không? Số này số 1, nó y 1. Đó thì nó cắt xung quanh cái hình trụ này. Đợi, em coi cho kỹ chỗ này. Z bằng 0 thì cái này là Z bằng 0 đây nè, đây là đường thẳng là Z bằng 0 nè. Rồi cái đường trục ngay đây á, thì có phải ứng với nó là đường này tên gì? Đường này là y bằng 0 nè, đây nằm trong các phương trình là y bằng 0 nè. Chiếu lên rồi và cái mặt ở đây nữa và cái đường ở đây là y bằng 1. Thì cho x bằng 0 ở đây là y bằng cộng trừ 1. X bằng 0 y bằng cộng trừ 1 ở đây. Nhưng mình đang lấy trong cái miền dương nên chỉ có vùng này thôi. Và chúng ta nhìn từ nhìn đứng lên. Vậy thì nói cho lắm vô chỗ này nãy giờ chỉ cần xác định được vẽ cái hình này ra rồi được thôi, nhưng nhìn vô đây cho nó dễ nhìn cho nó nhớ được. Vậy x
Y ở đây á thì nó chạy từ nó chạy từ 0 tới 1. Và Z. Z thì chạy từ 0 cho tới 2 trừ y. Rồi xong. Cái dấu chấm thứ ba là cái tích phân y sẽ bằng là tích phân kép trên cái miền DS ở đây. Nhét số 1 vô. Sau đó các em tính là thế vô từng cái bằng tích phân trên cái miền D căn của 1 cộng. Bây giờ nó sẽ là x phẩy theo y bình cộng x phẩy theo z bình dx và d dz. Phan. Lấy chữ x hả? Ủa đi y và dz chứ, viết ngược. Đang lấy y và z mà. D và dz. Rồi, thì bây giờ thế vô. Đây là miền D. Cái này bình lên. Rồi 1 cộng cho y bình chia 1 trừ y bình căn cộng 0 dy và dz. Sau đó bằng tích phân trên miền D quy đồng lên y mất. Vậy thì còn là 1 chia căn dy và dz. Sau đó các em thế vô chạy từ 0 cho tới 1 và của cái thằng nào? Chạy của thằng DI trước. Rồi sau đó chạy từ 0 cho tới 2 trừ y 1 chia cho căn 1 trừ y bình và DZ. Hai trừ y, tại lấy này không có nó thì lấy cái này trừ cho 0 thôi. Rồi D y bằng cái này giải quyết bằng máy tính. Tích phân 2 trừ x chia cho căn 1 trừ x bình thế cận vô là từ 0 tới 1. Nếu mà bấm gì làm dấu bằng sẽ lỗi math error liền. Thì ở đây các em phải tự nắm được là mình phải thế cái cận ở đây là 0,999 vô, với càng nhiều số 9 càng tốt, với tầm 10 số 9 là được. Rồi đợi kết quả ra. Ở đây bài toán này chỉ cần chú ý á, là xác định được cái hình chiếu là bài toán được giải quyết rồi. Còn công việc còn lại thì dưới đây chắc em cũng đã nắm được hết rồi. Nhưng này muốn vẽ thêm cái hình này để các em thấy được là cái ý của bài toán này. Rồi, ở đây là lấy cái phần chúng ngồi ra kết quả này nè. Kết quả này hơi lâu. Ở đây các em nhận thấy nè, cái này nó sẽ là xấp xỉ bao nhiêu? Xấp xỉ là bi mà trừ đi 1 store a lấy a trừ cho bi thì xấp xỉ bi nè đó. Vậy thì cộng 1, vậy này là bi trừ 1, này số 0 rồi. Xấp xỉ bi trừ 1. Rồi tiếp theo cũng là bài này luôn, nhưng bây giờ thì muốn vẽ theo cái kiểu là mặt cong của mình là chữ y. Y sẽ bằng là căn 1 trừ x bình. Với y nó lớn bằng 0 rồi thì mình đang xét cái miền đó mà. Vậy suy ra y phẩy theo x và y phẩy theo z thì bằng 0 và bằng trừ x chia căn 1 trừ cho x bình. Rồi D là hình chiếu của mặt cong S lên O, X, Z. Ở đây thì các em nhìn cái phương trình này vào đây á, nó được xác định bởi giới hạn bởi các cái mặt như sau. Thứ nhất á là chỗ này là x nè, cái này là z nè, thì nó có phương trình là z bằng 0, x bằng 0, mà chắc ăn nó lấy trong cái miền góc phần tư ở đây nè, cái chỗ vòng vòng cái vùng ở đây. Rồi sau đó cái đường ở đây nè, chỗ này bằng 0 phải x bằng 1, x trừ 1 không? Đó, chỗ này là x bằng 1 nè, mà lấy bên đây thì không có, không cần. Rồi sau đó mình cần giải cái mặt cắt trên đây là cái mặt tên gì? Tại vì cái phương trình ở đây nó đâu có cái tên nó đâu. Vấn đề nó cho là y cộng z bằng 2, nó không có cho. Vậy thì bây giờ các em thế tính như thế nào? Em tính là cho hai cái y bằng nhau. Vậy cái y này là 2 trừ z, vậy là 2 trừ z thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Thì nó sẽ bằng là
y bằng y, vậy là căn của 1 trừ x bình để tương đương vô là z thì sẽ bằng 2 trừ cho căn 1 trừ x bình. À cái này cũng dễ hiểu, đây là cái đường cong ở đây đó. Mình đang lấy cái phương trình là 1 trừ x bình mà tĩnh tiến lên 2, thực chất cái đường tròn nằm đây, cái tĩnh tiến lên 2 đơn vị. Số này số 2, số này số 1. Vậy diện tích của chúng ta là diện tích của cái miền này. Mình đang lấy trong vùng dương mà, em để ý chỗ này. Vậy thì cái kết quả ở đây nó sẽ chạy từ 0 cho tới 1 là con x. Vậy x nè, ở đây nó chạy từ 0 cho tới 1. Và thằng z nó sẽ chạy từ 0 cho tới 2 trừ căn 1 trừ x bình. Đây các em coi lại cái hình đó, thì bây giờ nó chiếu ngang qua đây là cái khúc này sẽ bị cong nè, đó đây chỗ này nó sẽ bị cong chỗ này, còn thằng này nãy nó sẽ là đường xéo xuống vậy, đây hồi nãy nó sẽ là cong cong về xuống, còn này nó sẽ là bo vô đây, nó chiếu vô. Rồi sau đó tính cái y bằng tích phân S1D, bảy luôn rồi đó, 1DS bằng tích phân trên cái miền D căn của 1 cộng cho y phẩy theo x bình D x DZ. Rồi bằng tích phân trên miền D của 1 cộng cho 1 của thằng x nè, bình nè, trên 1 trừ x bình lấy căn và dx dz. Hai này rút gọn lẫn nhau thì còn tích phân chạy từ đây là cái cận là chạy từ 0 tới 1 dx, rồi chạy từ 0 cho tới 2 trừ căn 1 trừ x bình. Hai cái này rút gọn lẫn nhau còn 1 chia căn 1 trừ x bình và dz. Tích phân chạy từ 0 tới 1 căn 1 trừ cho x bình, 2 trừ căn 1 trừ x bình và dx. Công việc còn lại lấy máy tính kiểm tra tích phân của 2 trừ căn 1 trừ x bình. À quên nó, lâu lâu làm bây giờ bộ quên. 0,9999 bằng. Và kết quả nó giống như trên sẽ là bằng bi trừ 1 là ok chỗ này. Đợi kết quả ra nữa là xong ok. Tại vì cái bài này ở đây á, các em nhìn lại cái đề. Bài này ở đây do xy ở đây nó có tính đối xứng cho nên chúng ta chọn cái nào nó cũng đúng hết. Rồi ok, kết quả ra là cái này là xấp xỉ là bi trừ 1 rồi nè. Rồi sau đây là dưới đây là ba cái ví dụ nhằm giúp các em ôn tập lại cái phần là tích phân mặt loại 1. Hy vọng các em nắm được cái phần này. Đó, bye bye các em.